Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với sân bóng Bình Minh để giỏi đại hội trận thi đấu lượt trận đầu tiên của vòng thi đấu thứ 3 giải bóng đá Tứ Hùng vô địch sân 7 xứ Thành năm 2022. Tại cuộc đối đầu giữa hai đội bóng FC Bình và FC Minh Dương. Trước mắt quý vị và các bạn là trọng tài đang cho làm những thủ tục cuối cùng để bắt đầu trận đấu trong buổi chiều ngày hôm nay. Thời tiết tại sân bóng Bình Minh lúc này là rất nắng và trận đấu đã chính thức được bắt đầu. Bóng vẫn đang trong chân của các cầu thủ FC Bin, dứt điểm đi. Một tình huống phối hợp giữa Thành Cao và Sơn Quái. Tình huống được chuyền hay, Sơn Quái. Trọng tài xác định đã có lỗi. Chắc chắn là một chiếc thẻ vàng được rút ra. Thẻ vàng được rút ra thì cho Lâm Đen. Tình huống không có gì nguy hiểm, một tình huống tổ chức đá phạt đã bị Lâm Vòi bắt bài sẽ đáng ngờm hơn rất nhiều. Tí Ngầu, Văn Hoàng, rất đáng tiếc tình huống phối hợp của các cầu thủ Minh Dương, đường chuyền rất hay của Tí Ngầu cho Văn Hoàng, nhưng đáng tiếc tình huống dứt điểm của cầu thủ mang áo số 79 lại đưa bóng đi ra ngoài. Cú treo bóng của Thành Cao, không có gì khó khăn đối với thủ thành Ba Đớ. Trường Béo dứt điểm. Một tình huống ra chân rất nhanh của Trường Béo. Cú dứt điểm của Trường Béo đã đi sát sạt cột dọc khung thành Nhất Bình. Bóng vẫn còn. Thành Cao đưa bóng vào. Cơ hội phản công dành cho cầu thủ FC Minh Dương. Dứt điểm. Trong tình huống vừa rồi thì thủ thành Đức Dương đã chơi tập trung, chắc chắn là một đường treo bóng hướng tới vị trí mà Tí Ngầu đã chọn. Dứt điểm. Tình huống dứt điểm vừa rồi là của Đạt Cháu. Cú treo bóng của Văn Hoàng. Tình huống bật cao đánh đầu vừa rồi là của Tí Ngầu. Tí Ngầu. Tí Ngầu đối đầu với Thành Cao. Tình huống xử lý và ra chân rất nhanh của Tí Ngầu. Tụng Dê Cô đưa bóng vào. Chính xác hơn thì đó là cú dứt điểm của Nhất Minh. Đạt Cháu. Tình huống dứt điểm rất căng của Đạt Cháu, rất đáng tiếc cú dứt điểm lại đi không chính xác. Quý vị và các bạn đã quay trở lại với sân bóng Bình Minh để theo dõi tiếp những diễn biến của hiệp thi đấu thứ hai của giải bóng đá Tứ Hùng vô địch xứ Thành năm 2022. Minh Phúc. Thế Phường phối hợp cùng Minh Phúc. Tình huống qua người hay của Minh Phúc. Đưa bóng vào của Trường Béo, khá nguy hiểm. Chúng ta muốn xem lại tình huống, một tình huống bỏ bóng làm cho Lâm Vòi giật mình và có tình huống đưa bóng về. Nhưng rất đáng tiếc thì Sơn Quái đã không thể khống chế được đường chuyền của Dũng Dê Cổ. Khá nguy hiểm. Một tình huống phá bóng thẳng vào chân của Lâm Đen. Và đây là một góc sút rất thuận lợi để cho các cầu thủ FC Bình có thể tạo nên những nguy hiểm. Dũng Dê Cổ. Cú sút của Dũng Dê Cổ vẫn chưa đi chính xác. Xử lý cuối cùng của mình. Đường chuyền của Dũng Dê Cô dành cho Sơn Quái. Tốc độ rất nhanh của Sơn Quái. Trường Béo. Cú dứt điểm từ rất xa. Như vậy là đã có bàn thắng mở tỷ số. Bàn thắng khai thông thế bế tắc của trận đấu đã dành cho FC Bin. Một tình huống phối hợp rất hay giữa Trường Béo và Dũng Dê Cô. Chỉ cần lơ là với Dũng Dê Cô một phút thôi thì sai lầm. Dũng Dê Cô đã trừng phạt những sai lầm của hàng phòng ngự bên phía cầu thủ FC Minh Dương bằng một tình huống chạy chỗ và dứt điểm cận thành, làm bó tay hoàn toàn thủ thành Kim Sĩ bên phía FC Minh Dương. Chúng ta muốn nhìn lại tình huống phối hợp giữa hai cầu thủ kinh nghiệm nhất của FC Bin trên sân lúc này. Bàn thắng của Dũng Dê Cô được ghi ở phút thứ 52 của trận đấu. Văn Dũng. Minh Phúc. Tí Ngầu. Vẫn đang là Tí Ngầu. Tình huống cắt bóng tốt vừa rồi là của Toàn Tôm. Xe bóng khôn ngoan của Minh Phúc. Thế Phường. Không có gì khó khăn đối với thủ thành Đức Dương.
Văn Dũng. Một đường biên bóng không dành cho ai cả của Văn Dũng. Và đúng lúc này thì trọng tài chính đã thổi còi kết thúc trận thi đấu, lượt trận thi đấu đầu tiên của vòng thi đấu thứ 3 giải bóng đá tứ hùng vô địch sân 7 Sứ Thành năm 2022 với một chiến thắng nghiêng về FC Bin. Và hôm nay là một ngày thi đấu rất xuất sắc của các cầu thủ FC Bin.